là các xì trâm sẽ thích món này. Tuyệt, nhưng sao sáng nay con dậy sớm quá vậy? Sáng nào con cũng dậy sớm mà tí vua, vì có 100 cái miệng cần được ăn. Ta không hiểu sao con có thể xì trâm được việc này. Ngài biết tính con mà, con thích nấu nướng và dĩ nhiên con cũng rất thích ăn nữa. Không biết sáng nay tí thăm ăn xì trâm gì cho bữa sáng nữa. Rất có thể là món này mà cậu ấy xì trâm cho mỗi bữa sáng đó. Các tí ơi, có rồi, bữa sáng tới đây. Rồi, bánh vừa nướng thở quả vừa mọng xì trâm hả? Sao sáng nào chúng ta cũng phải ăn bánh nướng quả mọng xì trâm hết vậy? Tí cận cậu lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Tí cận không phải xì trâm duy nhất chán ngấy bánh nướng đâu. Mình đã ăn quá nhiều và bắt đầu trở nên giống một cái bánh nướng. Mình ghét bánh nướng. Mình cũng ghét bánh nướng. Mình ngán lắm rồi. Bình tĩnh nào các tí của ta. Bánh nướng của tí thăm ăn rất ngon mà. Ồ, đừng hiểu lầm nha. Tí thăm ăn bánh nướng quả mọng xì trâm của cậu rất tuyệt. Nhưng sau 100 năm thì chúng ta bắt đầu có một chút chán. Có lẽ lâu quá mình chưa làm món mới. Nhưng hãy chờ đó, mình sẽ nấu một món đặc biệt cho bữa trưa. Mình hứa đó. Được rồi, các xì trâm nhí, đây là món xà lách quả sòi và còn sơn quýt hạt dẻ nữa. Còn tí sớt sượt, hãy giúp anh dọn bánh củ cải ra bàn. Nè, còn em thì sao? Em sẽ được đánh kẽn cơm trưa. Tuyệt cú mèo. Chà chà chà, con thật sự đã vượt qua chính mình. Còn tốn cả buổi sáng đó, ngài nghĩ mọi người sẽ thích chứ? Chắc chắn sẽ như vậy. Xì trâm tới giờ ăn rồi. Ai tính cuối là xì trâm vô dụng. Mình không muốn là xì trâm vô dụng đâu. Các xì trâm thân mến, như các cậu thấy đó, mình đã chuẩn bị một bữa ăn vô cùng. Ai ăn cuối là xì trâm vô dụng. Ăn xong rồi, chơi tới bây. Thiệt là xì trâm ở đây. Không còn một chút nào hết. Đi thàm ăn còn có sao không? Không ổn chút nào thưa tí vua. Bao nhiêu công sức con bỏ ra, không được một xì trâm nào trân trọng. Không một lời cảm ơn. Họ không nhận ra con đã xì trâm vất vả cỡ nào. Tí thàm ăn à, mình phải cảm ơn cậu vì bữa trưa hôm nay quả thực rất ngon. Tí cô nương, không có gì đâu. Thấy chưa, tí thàm ăn, các tí thật sự biết ơn con. Cậu có muốn tới nhà mình dùng bữa tối hôm nay không dạ? Xì trâm ơi, rất hân hạnh. Thật tuyệt, nhưng đừng tới trễ nha, mình sẽ trông chờ cậu lắm đó. Đâm 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 đâm. Tí thăm ăn, cuối cùng cậu cũng tới. Mình nghĩ là cậu biết đó, cậu rất thích hoa, cậu biết đó, cho nên mình mới mình. Hai, chúng thật là đẹp. Vào đi, bọn mình đợi cậu nãy giờ. Bọn mình. Chào tí thăm ăn. Cuối cùng thì cậu cũng đã xuất hiện rồi ha. Cậu được mời tới đây hả? Càng đông càng vui mà. Có lẽ là vậy. Vậy tối nay ăn gì tí thăm ăn? Mình tưởng mình là khách mời chứ. Ôi không, hình như cậu hiểu lầm gì rồi. Chắc chắn rồi. Mình cứ tưởng công sức xì trâm của mình cuối cùng cũng được các cậu trân trọng. Tí thăm ăn ơi là tí thăm ăn, cậu vốn rất thích nấu ăn mà. Làm vài cái bánh bông lan hạt dẻ cho bọn mình nha. Quả mọng xì trâm hầm cũng được. Hãy cậu làm bọn mình bất ngờ đi. Mình sẽ cho các cậu một bất ngờ. Từ giờ hãy tự xì trâm ba bữa ăn đi. Ý của cậu là sao? Mình bỏ việc. Bỏ việc? Đúng vậy tí cô nương, các cậu tự lo đi. Kể từ bây giờ trở đi, tí thăm ăn mình đây sẽ chính thức đình công. Vậy có nghĩa là không có bánh bông lan hạt dẻ sao? Đó, xì trâm ơi, mình đói meo rồi nè. Phải, nếu các anh chị chơi bánh nướng xì trâm thì mình sẽ ăn hết. Ủa, nhưng bữa sáng đâu rồi? Chẳng dĩa đâu rồi? Tí thăm ăn đâu rồi? Tụi con cũng rất muốn biết, đợi nãy giờ mệt rồi. Tí thăm ăn chưa bao giờ nấu bữa sáng trễ như vậy hết. Xì trâm ơi, không biết có chuyện gì không? Mình biết, cậu ấy không chịu nấu ăn nữa rồi. Cậu ấy nói sẽ đình công. Chúng ta nên nói chuyện với nó. La 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 la. Nhìn ngon lắm đó tí thăm ăn. Các cậu không thích món mình nấu mà. Ủa? Mình chỉ biết nấu mấy món xì trâm nhàm chán thôi. Ôi thôi mà tí thăm ăn. Cậu không thể từ chối nấu ăn cho bọn mình đâu. Không nấu ăn thì cậu còn biết làm việc gì nữa chứ. Để coi, có lẽ mình sẽ bắt đầu bằng việc ăn bữa sáng thơm ngon của mình. Tạm biệt. Thật là quá đáng mà. Cậu ấy nghĩ mình là ai vậy chứ?
Nào nào các tí của ta, tí thăm ăn xứng đáng được nghỉ ngơi. Giả lại các con chưa bao giờ xì trâm rằng mình sẽ tự tay nấu ăn sao? Ta thì có đó. Phải, cậu ấy không phải người duy nhất biết xì trâm bữa ăn đâu. Cứ để tí thăm ăn định công đi, mình sẽ dọn bữa sáng ra bàn trong vòng nửa tiếng nữa. Được rồi, các tí, tiếp theo. Đây là món gì vậy? Trứng, phần xì trâm ở trên. Mình ghét thấy phần ăn không xì trâm này. Nhìn thấy ghê quá đi. Ôi xì trâm ơi, vậy có nó còn ghê hơn vẻ ngoài nữa. Nó xì trâm ơi, ghê quá. Mình no rồi, không ăn nữa đâu. Được thôi, đừng mong mình nấu bữa trưa nữa. Hơ, mọi việc đều có mặt tốt của nó hết mà. Thiệt là nóng tính mà. Điểm khác biệt lớn nhất của Tí Đô và Tí Tham Ăn chính là Tí Tham Ăn là một người nghệ sĩ, cho nên mình sẽ đứng ra nấu bữa trưa. Wow! Nấu cho một mình ăn vui hơn nấu cho 100 xì trâm nhiều. Chỉ có điều mình thấy hơi cô đơn. Không biết các xì trâm đã học cách trân trọng mình chưa? Chắc bây giờ họ đang rất đói bụng. Dù gì thì đâu có ai nấu ngon như mình. Hay là mình đề nghị một buổi cắm trại tha thứ và bỏ qua. Phải, đúng vậy, một buổi cắm trại. Tới giờ ăn rồi. Không phải vậy xì trâm. Xin hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho chuyện mắt lớn của mình. Xì trâm ơi, bây giờ cái gì mình cũng bỏ vô bụng nè. 1, 2, 3, xì trâm. Đó chính là bữa trưa mà bọn mình đang đợi. Có lẽ họ thật sự không cần mình nữa. Không, thì có xì trâm quá đi ấy. Không có xì trâm không? Lời lại đi. Nhưng bọn mình đói rồi. Đói bụng hả? Các cậu không thể ăn kiệt tác của mình. Xì trâm lấy tay cậu ra đi. Các cậu không thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật sao? Cậu không thể xì trâm như vậy được. Mình sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Các tí của ta làm ơn đi, các con phải bình tĩnh lại. Nhưng tí vua ơi, tí hòa sĩ đã hứa sẽ làm bữa trưa mà. Con đã giữ rồi, nhưng thay vì làm bữa ăn cho bao tử, con đã làm một bữa ăn cho đôi mắt rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hãy kiên nhẫn các tí của ta. Ta bắt đầu nấu bữa tối ngay bây giờ. Nhìn nó rất là thú vị thưa tí vua. Nó là gì vậy? Ta xì trâm nó là món súp thập cẩm a la papa. Nguyên liệu cuối cùng chính là một chút móng rồng. Vị của nó khá là đặc biệt đó nha. Hình như ta đã cho quá nhiều móng rồng vô rồi. Sao mọi người xì trâm đi đâu hết trơn rồi tí vô? Nhìn đi, nhìn đi. Cậu có thấy khuôn mặt của mình đã bắt đầu hốc hác rồi không hả tí cô nương? Đừng lo lắng tí điệu à. Tí khéo tay nói cậu ấy sẽ làm bữa tối ngay lập tức. Chắc tới bữa tối thì nhìn xem ai đang đi tới kìa. Buổi chiều tốt lành tí tham ăn. Buổi chiều tốt lành. Ôi tí điệu ơi, mùi thơm thiệt là. Mình biết, mình cũng đang thèm. Nhưng không được để cậu ấy biết. Dù gì thì chúng ta cũng có lòng tự trọng. Mình tự hỏi không biết lòng tự trọng có thể ăn được hay không nữa. Là gì vậy? Ăn được xong rồi đây các tí. Cậu mấy chế tạo thức ăn tuyệt đỉnh. Mấy xì trâm thức ăn. Xì trâm ơi, nó vận hành làm sao vậy? Tất cả những gì chúng ta cần làm là cho nguyên liệu vào đây. Nhìn kỹ nha. Xin mời mọi người. Hay quá, có đồ ăn rồi. Phải giỏi thiệt á. Mấy cục nhỏ nhỏ này ăn thì cũng được, nhưng mà hình như thiếu thiếu cái gì đó, phải không? Một thứ như hương vậy chẳng hạn. Nhưng mà chúng rất giàu chất dinh dưỡng. Mình ghét giàu chất dinh dưỡng. Ngươi nghĩ chúng ta hái nhiều đây quả mộng đã đủ chưa vậy hả? Ngươi biết đất vua phàm ăn cỡ nào. Nếu may mắn chúng ta sẽ hái đủ quả mộng cho ngài ăn nhẹ. Ngươi có ngửi thấy cái mùi gì không có, vậy? Ta có ngửi thấy. Chắc chắn không có xì trâm nào có thể làm được bánh xì trâm hảo hạng. Bánh xì trâm hảo hạng hả? Mấy người là ai vậy? Bọn ta là những thần lùng làm việc chăm chỉ. Cho bọn ta một miếng nha. Được thôi. Ngon ghê luôn á. Cảm ơn, đây chính là món sở trường của tôi. Người nấu món này sao? Đúng như vậy. Này thì ngươi phải đi với bọn ta. Ngay bây giờ. Xì trâm tôi ra.
Món này chỉ đủ cho ta nhét kẻ rành thôi. Đem bánh ngọt ra đây. Bánh ngọt của Đức Chúa. Bánh ngọt của Đức Chúa kìa. Bánh ngọt của Đức Chúa kìa. Có đây thưa bệ hạ. Phụ Dương ơi, tới giờ đi dạo rồi. Dạo cái gì? Đi dạo trong khu rừng á. Thôi chàng lầm. Nhưng mà Phụ Dương, cha đã hứa rồi mà. Không, ta đã không muốn đi dạo rồi. Mấy cái bánh này thiệt nhàm chán. Truyền vô đầu bếp vào đây. Truyền vô đầu bếp kìa. Chúng ta không bao giờ có thời gian bên nhau như những cặp cha con thần lùng khác. Rồi, sao giờ ăn nha con trai? Ta hứa đó, sao giờ ăn nha? Lúc nào ở đây cũng là giờ ăn mà. Vô đầu bếp này. Đức Vua kính mến, thần cầu xin ngài, thần mệt mỏi lắm. Ta cũng mệt mấy món ăn của ngươi rồi, ta cứ tưởng ngươi đặc biệt, nhưng ngươi cũng như những kẻ khác, chỉ nấu được vài bữa ngon mà thôi. Nhưng bệ hạ, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, ăn, làm sao thần đảm đương nổi chứ? Mau dạy hắn đi, tới nơi như thường lệ. Đức Vua kính mến, hãy thưởng thức chiếc bánh này bằng khẩu vị đế vương của ngài đi ạ. Cái bánh này rất ngon có phải không? Hay là rất tuyệt vời? Rất hợp với ta. Ai đã làm nó? Là hắn. Sao mấy người dám bắt cóc ta chứ? Phải đó, sao các người dám? Xin lỗi, tha thứ cho chúng bếp trưởng. Tôi là Tế Tham Ăn. Hóa ra Khanh chính là người đã nướng cái bánh thơm ngon hảo hạng với một sự sáng tạo tinh tế đó hả? Phải. Nếu như vậy thì sao? Theo ta, chúng ta phải nói chuyện. Ôi, xì Trâm ơi, tôi chưa bao giờ thấy một căn bếp như vậy. Tất cả là của Khanh, nếu như Khanh muốn, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Khanh. Thần lùng bọn ta có hàng đống vàng bạc và đá quý. Thật ra thì, thưa bệ hạ, xì Trâm không quan tâm tới sự giàu sang. Dĩ nhiên là không rồi, với một bậc thầy như Khanh, thiên tài chính là phần thưởng lớn nhất. Bậc thầy, thiên tài? Xì Trâm ơi, ta có quyền hy vọng Khanh sẽ đảm nhận công việc này hay không? Tôi chưa bao giờ nấu ăn cho một người thật sự trân trọng tôi. Tuyệt vời, quyết định như vậy đi. Chào mừng đến vương quốc của ta, vua đầu bếp Tí Tham Ăn. Ôi xì Trâm ơi, nếu mình còn phải tiếp tục ăn thứ này nữa, mình sẽ chết mất. Bộ não của mình đang co rút vì thiếu thức ăn thơm ngon, mình có thể cảm nhận được. Mình nhớ mấy món ăn của Tí Tham Ăn quá. Con đã xì trong hết sức rồi thưa Tí Vua, chúng ta đã xì trong hết sức. Nhưng không ai nấu ăn được như là Tí Tham Ăn. Phải, Tí Tham Ăn là đầu bếp số 1, mình nhớ một bánh nướng của cậu ấy quá. Xì Trâm ơi, cậu ấy đi đâu rồi? Hình như Tí Tham Ăn đã vắng nhà một thời gian rồi thì phải. Lần cuối cùng con gặp cậu ấy đang trên đường đi vào rừng để cắm trại, dù chỉ là một mình. Linh tính mách bảo chúng ta phải đi tìm nó rồi. Nè, mình đã tìm được cái gì nè? Một miếng bánh nướng quả mọng xì chôm nè. Chúng ta phải xì chôm ra nó càng sớm càng tốt. Nhưng Phụ Dương à, cha đã hứa sẽ đi câu cá với con. Cá hả? Ăn kèm bánh xốp xì trung, đúng là một ý tưởng táo bạo à. Nhưng cha đã hứa rồi mà. Lát nữa nghe con trai, lát nữa sau giờ ăn tối, sao con không đi xem món tráng miệng đã làm xong chưa? Ôi xì Trâm ơi, mình cứ tưởng mình là kẻ hấu ăn nhất chứ. Thật đáng ghét. Thưa hoàng tử, có chuyện gì vậy? Phụ Dương của ta, ông ấy không quan tâm ta một chút nào hết á. Không thể như vậy được. Ông ấy chưa bao giờ dẫn ta đi đâu hay dạy ta bất cứ điều gì. Ông ấy chỉ toàn biết ăn mà thôi à. Điều đó thì tôi không thể cãi. Có lẽ nếu ta bỏ đi, cha sẽ biết trân trọng ta hơn. Tôi hiểu cảm giác của ngài mà. Nếu các xì Trâm biết trân trọng tôi thì tôi sẽ không làm công việc này rồi. Cậu nhớ họ có phải không? Có lẽ họ còn không biết tôi đã đi đâu. Được rồi, ta sẽ làm bạn với cậu, vui đầu bếp Tí Tham Ăn à. Đây là một vinh dự xì Trâm cho tôi. Tráng miệng cho Đức Chúa. Tráng miệng của Đức Chúa. Tráng miệng của Đức Chúa kìa. Có lẽ tôi phải quay lại làm việc thôi. Để ta giúp cậu một tay nha. Dù gì thì ta cũng không có gì để làm hết. Được thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe về các xì Trâm. Tuyệt quá, ta rất là thích đó. Ôi xì Trâm ơi, có lẽ Tí Tham Ăn đã gặp chuyện khủng khiếp rồi. Ta e là con nói đúng. Tí Vua ơi, chó con đánh hơi thấy gì đó. À,
Hãy hy vọng nó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Tí Tham ăn. Xì Trâm ơi, mình thích nấu ăn, nhưng chuyện này quá xì trâm rồi. Thức ăn một ngày của đức vua đủ cho cả làng xì trâm ăn mấy tuần. Không biết mọi người có nhớ mình không nữa. Vua đầu bếp Tí Tham ăn, đức vua muốn dùng thêm súp, xà lách và thêm nhiều bánh súp nữa. Nhiêu đó thôi sao? Đức vua đã chuẩn bị thực đơn cho ngày mai. Đây là những món ngài muốn ăn trong bữa sáng. Bữa sáng hả? Xì Trâm ơi, đã đến lúc mình phải nói chuyện nghiêm túc với đức vua rồi. Như vậy đó, thưa đức vua, tôi hy vọng ngài cho phép tôi nghỉ làm ngày mai để tôi đi thăm các xì Trâm. Vua đầu bếp của ta, từ giờ về sau ta muốn khanh cho thêm nhiều hạt dẻ một chút trong món bánh quy hạt dẻ nương giòn. Ngài có nghe tôi nói gì không vậy? Và thêm quả sồi trong món bánh quả sồi. Bây giờ tôi không xin nghỉ nữa mà tôi bỏ việc luôn. Bỏ việc? Nhưng khanh là đầu bếp giỏi nhất ta từng có, khanh không thể bỏ việc. Sao lại không chứ? Mau giải hắn đi. Không thưa phụ vương, làm ơn đi, Tí Tham Ăn là bạn của con mà. Bị giam vài tiếng trong nhà tù của ta sẽ giúp hắn nhận ra vấn đề. Thả ta ra, có nghe gì không? Thả ta ra. Không thể làm như vậy được. Tất nhiên là có thể. Cậu không phải là vua đầu bếp duy nhất bị tống cổ vào đây. Mấy người bị giam ở đây bao lâu rồi? Đủ lâu để chúng ta trao đổi công thức nấu ăn cho nhau. Xì Trâm tôi rồi. Tí Tham Ăn, cậu phải làm theo lệnh của phụ vương đi. Xì Trâm phải làm theo cách của xì Trâm chứ. Nhưng nếu cậu không tuân lệnh, cậu sẽ bị giam ở đây vĩnh viễn đó. Giá mà Tí vua có ở đây, ngài sẽ biết nên làm gì. Ta sẽ giúp cậu đi tìm ông ấy. Được đó, hoàng tử hãy giúp tôi. Ngài có thể gặp vài xì trâm trong rừng, họ sẽ dẫn ngài tới chỗ Tí vua. Ta sẽ cố gắng hết sức. Xì Trâm ơi, Tí vua, hình như cháu con bị mất dấu rồi. Thật kỳ lạ, dấu vết dẫn chúng ta đến mấy tảng đá này. Chúng ta phải tìm cho ra cậu ấy thưa Tí vua. Bụng của con đói đến nỗi não của con muốn bốc hơi luôn rồi kìa. Ôi, các bạn là xì Trâm có phải không? Thật là may mắn quá. Phải, thật là may mắn cho chúng tôi. Nhất định chúng tôi có thể nói lý lẽ với cha của ngài. Không biết được, hễ đụng đến thức ăn là sự nóng nảy của cha ta cũng lớn như sự phàm ăn của ông ấy vậy đó. Xì Trâm ta ra. Xì Trâm ơi, là Tí Tham Ăn. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi chọn nhà bếp hay là nhà tù? Ngươi có một phút để quyết định xem sẽ nấu món gì cho ta ăn vào tối nay. Không có một phút gì nữa hết. Câu trả lời của ta là... Đồng ý. Cái gì? Còn đưa ai tới vậy con trai? Chúng tôi là nhân viên của bếp trưởng Tí Tham Ăn. Cùng với chúng tôi, bếp trưởng Tí Tham Ăn sẽ phục vụ ngài một bữa tiệc cung đình mà ngài và các tùy tùng sẽ không thể nào quên được. Một bữa tiệc cung đình hả? Phải, phải. Muốn làm gì cũng được. Đi nấu đi. Ta muốn bữa tiệc. Ta muốn bữa tiệc. Trên cả tuyệt rồi. Chỉ mới là món khai vị thôi thưa bệ hạ. Là ba tê bạc hà, ta thích quá. Ta thật sự không hiểu Tí vua muốn đạt mục đích gì khi bày ra bữa tiệc cung đình này vậy chứ. Tôi chắc chắn là ngài ấy đã nghĩ ra một kế hoạch. Phải, mọi người sẽ sớm thấy thôi. Sau khi ăn từng ấy thức ăn, họ không tài nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Chúng ta sẽ giải cứu các đầu bếp và xì trâm khỏi nơi đây. Chúng ta phải tuyệt đối im lặng. Có chuyện gì, có tí gì à? Bọn chúng muốn bỏ trốn, bắt chúng lại. Nè, ăn bánh đi. Cũng kêu lên họ đi. Các tí không? Ăn bánh cả nè. Phải. Thì là kinh khủng quá. Đứng đó, nhìn mặt mình mà coi nè. Ôi trời ơi, trong nhà trông tha. Ôi, mau bắt chúng lại. Mau bắt chúng lại. Ngon quá. Chị Trâm ơi, chúng ta hết bánh rồi. Dạ, hết giờ mai rồi. Ném chúng vào nhà tù cho ta. Bọn chúng sẽ là tù nhân của ta cho tới trọn đời. Vậy thì hãy đi ném con vào tù luôn đi phụ vương. Nếu không con sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn. Cái gì? Nhưng con là hoàng tử, con trai yêu dấu của ta. Tất cả những gì cha yêu là thức ăn thôi. Con nhận được nhiều tình cảm từ Tí Tham Ăn hơn là từ cha nữa đó. Nhưng con... Con đã quyết định rồi thưa phụ vương. Từ giờ con sẽ ra ở riêng. Trời ơi.
Xì Trâm chúng tôi cũng đã phạm sai lầm như ngài thưa bệ hạ. Chúng tôi đã đánh mất Tí Tham Ăn vì sự vô tâm. Chẳng lẽ thức ăn quan trọng đến nỗi ngài sẵn sàng đánh mất con trai của mình sao? Không, dĩ nhiên là không. Chỉ là ta đã không hề nhận ra. Ta phải làm sao đây? À, không thể tin là có ngày ta sẽ trả tự do cho tất cả các đầu bếp. Thôi mà phụ vương, nếu cha muốn con ở lại, cha phải thay đổi tính tình. Thưa bệ hạ, trước khi rời khỏi đây, tôi đã chuẩn bị sẵn bữa ăn ngày mai cho ngài nè. Bà, quá mộng Xì Trâm. Đúng vậy, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Ồ, bụng của ta đang kêu nè. Nhưng chúng ta sẽ có thể vui đùa cùng nhau khi cha lấy lại dốc dáng cân đối. Vậy nha, tôi phải Xì Trâm đây. Đã đến lúc mình quay lại nấu ăn cho Xì Trâm rồi, có đúng không? Hoàn toàn Xì Trâm. Chúng ta qua ngồi chứ tham ăn nào. Hiếp hiếp, hoàn toàn. Hiếp hiếp, hoàn toàn. Hiếp hiếp, hoàn toàn.